vào chợ cho vui. Con gái nhỉ? Đấy, chợ Vạn Phúc đây. Hôm nay có bác ở Nam Trực lên mang những cái hàng cục kịch điền ở quê lên đây. Đúng đất đất cây đây. Thì xem tí. Đấy, nó có tí màu sắc nó khác khác chút, hàng nó khủng khủng chút. Tất nhiên là đồ đẹp thì khơi chưa bàn, nhưng mà hàng khủng chút. Thì quay lại, nó mang một tí không khí khác đến với chợ các bác nhé. Góc chỗ khu vực rộng nhất của chợ. Thôi, đi từ đây đi. Cái con đa này từ hôm trước quay 8 triệu đây rồi, xanh ngắt rêu được. Thế còn con này có nhiều tiền không ạ? À. Tí nữa chắc quay xong thì ra hỏi giá. Chưa biết giá. Đấy, cái bể này cũng là bể 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 đắp xưa đấy. Đắp xưa. Đấy. Rồi có một cái cây. Tôi có một cái bể như này. Bể sẽ trồng được cái khác. Nhưng bây giờ chưa biết giá, bây giờ sáng thì tâm chưa mà mở hàng các bác. Bây giờ để quay chi tiết múc vào chỗ này đi. Mini thì không có vậy. Đấy. Không phải to đâu, chỉ toàn hàng 2.000 B. Hả? Ồ, 2.000 B đây. Tầm trung tí. Tất nhiên là đẹp thì người ta xích hết rồi. Đẹp thì người ta xích hết rồi. Tầm trung Mỹ á. Lúc mà tầm trung Mỹ kìa. Khu cục kịch này này. Đây, được cái Nam Điền thì đục toát tiếc, thoải mái. Sau nó ôm rồi. Tất nhiên là phải là lâu dài. Không thể nào mà nhanh một ngày sửa một ngày hai được. Làm cái nhỏ đấy. Không, cho cái to. Bánh bao đây. Sao thích cái bé ạ? À thế ạ? À? Ai bánh bao nóng đây. Ui ừ. Thế còn những dòng cây to này. Bao nóng đây. Ở đây, rất khó bán. Bánh bao đây. Bảo đang nói đứng với anh Khánh. Anh đứng với anh Khánh đây này. Anh Khánh vừa ra xong. Ừ, anh Khánh vừa ra. Ừ, anh đi với con thôi này. Chợ với có anh nhỉ. Anh bán được con si. Còn nếu có, anh cứ chờ bán được. Định lấy sao lưu cho nó một con quen mà. Vâng. Hôm nay lên buổi đầu đấy, chợ lên buổi đầu đấy. Chưa, chợ bán con si, hôm nay mới đi buổi đầu. Đấy, mở buổi đầu sớm mở hàng được rồi là ngon rồi. Cái đấy nó cũng có tí dáng đấy anh nhỉ. Cứ tầm chiều chiều là về thôi. Đúng rồi. Cắm thì bệ nó mới được bệt sớm. Con đấy giá hợp lý đấy đại ca. Nhặn quá. Ba vai này là mấy tiền đấy bác? Cái này nó cắm ngày xưa này, chưa này. Con này chậm cảnh ngày xưa này. Đúng rồi. Con này 1 triệu. Điền thế nữa. Đấy, Tuyền lấy một con. Hôm nay có mấy con mini ông phân hết rồi. Trên sân nhà. Chiều qua vừa phân một con. Đây. Mấy con mini vé đẹp. Này dưới Nam Trực này. Cái hội chợ chùa Nam Trực này nó chỉ chưa mini là chính. Vâng, thực tế là không. To cũng máu lắm đúng, nhưng mà không chơi được. Phong này rất khó bán. Không bán được. Đấy, chỉ chơi cái loại bằng bé này này này. Đấy. Hàng hàng 1.000 B. Đấy. À hôm qua em bán một con ba vai cho ông nào đấy đúng không? Cô đấy đúng không? Em chụp đấy đúng không? Đấy, em đang lên Facebook đấy. Có ba vai lâu lâu phết rồi. Xem bao nhiêu. Tiền à? Tránh sờ mắt. Tránh sờ mắt, sờ bệ thôi. Ai rồi. Khó quá nhỉ. Khó quá nhỉ. Khó thì triển công lực quá. Mặt này cũng của em. Mặt này thì ổn. Ra. Đây kìa. Đấy form đấy của chú này. Vâng. Qua anh. Form đấy của chú đấy. Cái gì nhỉ? Cả 2 triệu. Vâng. À đấy. Cục này gì à? Nghĩ Trương Mỹ con kia à. À, đây này em lấy con phong kia Trương Mỹ à? Trương Mỹ đoàn Trương Mỹ à? Hay là không à? Không phải. Cái gì cũng có mấy cây đẹp đấy. Qua anh lấy 4 cây mà. Qua anh lấy 4 cây của anh cửa. Con trúc đẹp đấy bác. Cũng khó đấy. Của ai rồi? Cháu đúng không? Con này của Bách thì phải. Con này của Bách thì phải. Tuyên ạ. Tuyên ạ. 700 ạ. 700. Cái này của bác chứ không dài thế này. Siêu rẻ đấy, ra đây mà mua. Mỗi tội là ông nào chơi được to thì ra đây mà múc. Đúng, hàng to ở đây bán rất rẻ đấy. Thợ thuyền ra đây mà múc. Đánh về nào. Đấy, con ấy lắc được đấy. Đánh
Con này làm nhanh lắm đấy. Những cái này bọn em xử lý đơn giản cực kỳ nha. Những cái phần trơn này này, bọn em đục nó luôn cành qua anh. Dùng khoan này. Luôn cành nó vào gì? Anh thích mộn chỗ nào anh luôn cành qua đấy. Khoan luôn rồi. Vâng, khoan thủ luôn. Thân luôn. Ở đấy. Tất nhiên. Luôn qua được hai hai cái bàn đầu. Đấy bọn em khắc phục rất đơn giản. Được đấy. Chân được. Chân đẹp. Được. Hàng tiền trăm đấy. Hàng tiền trăm nó chỉ vậy thôi. Non đây. Đúng rồi. Non. Anh bảo tính ra nó bằng cái cành luôn. Chính xác. Năm tiền thì cái cành nó nguyên chủ. Cành thì bệ nó bệt nhanh. Cành thì nó là giống nguyên chủ. Rồi. Ra đây tí nhỉ. Em ơi mua xanh đi. Ra. Bao tiền đấy bác? Vâng, để đi vòng ra. Cứ báo đi. Bao nhiêu? Quê đúng không? Đâu vậy, đại cơ. Đấy. Ôi, con này long phượng quá nhỉ. Đấy, nhìn ngoài trái. Nay mình mang con nào đi bác? Mang con nào đi này? Mấy con này. À đây, con to này có nhiều tiền. Đây này. 100 triệu. 100 triệu. Có quá nhỉ. Trăm triệu. Được không anh? Hàng hàng cục kịch đây. Cục kịch thì hôm nay lên nhiều thế. Đó. Con khủng long này thì bao nhiêu tiền vậy? 25 triệu. Đấy, ông nào có cái nhà to quất cái này về chơi. Ôi chị trời, to quá. Gần 2 mét. Cái mặt lên gần 2 mét. Đấy. Đấy là hàng khủng long. Hàng khủng long hôm nay này. Để này, mỗi tội là mình không chơi được cái to. Vừa đi sửa mũi mà bác sĩ nghỉ mất điện. Cũng như cháu mà không có gió lạnh. Này. Tổ trang với tổ trang với cái ô tô này. Cục kia không ổn, không ăn thua. Tất nhiên về đầu đục đỡ thì được nhưng mà mất công lắm, mất thời gian. Bên này hôm nay có mấy cây. Mấy cây em ạ, đấy Hà Đông vào đấy. Lê Minh Tú là anh vừa Lê Đình Kim đấy. Đấy, trong đấy có cả ông Hà, ông Sơ. Bên này không có mấy cái sim kinh đấy, chính ra mà ông nào mà chơi một cái sim này trong nhà rất là hay. Quả này, hoa có quả, sau khoảng độ chắc nửa tháng nữa thì dợp trời tím ngắt đây lắm. Sim hàng khu vực, hàng cục kịch, cục kịch mua rất rẻ, mua cực rẻ luôn đấy. Đấy, hàng này rất khó bán, mang lên đây nhưng mà đúng nào, nó phải có nét, mà bây giờ khó quá, chơi được. Tất nhiên là Nam Việt thì tạo tác thì thoải mái nhưng mà vấn đề nó phải có cái cốt đẹp, chứ bây giờ mà cốt mà nó hàng nhàng thì mệt lắm. Đấy bác lấy cái đấy về chăn nuôi nó giả thôi. Xem con này nó trơn nhỉ? Trong này vâng. Chính là trơn nhỉ? Mặt kia nhìn. Vâng, con này thì bé, người anh không thích nhìn nữa. Vâng. Chơi được thì phải chơi cái loại này trở lên. Loại này chơi nó không có bền. Khó.
khó thi triển công lực quá. Siêu lực của anh già này. Già lắm. Bóng nọ anh nhìn rồi nhưng mà anh không chơi được. Chơi cái này năm sáu hôm rồi. Đúng rồi, nó khôn canh ngay. Bóc thôi mà, cái đấy lột được. Tẩy được ngay. Tẩy luôn cái cục luôn. Tẩy luôn, đây này, nó có thớt đây rồi này anh. Chính xác. Nó có thớt này này. Lấy cái cốt chính ở dưới rồi đúng không? Có thớt chính, nó có thằng này thôi. Cái mũi tách thằng này ra, đục thằng này ra. Đục bỏ luôn. Không, đục chứ. Được, cành nó ra dễ thì bỏ. Tách cho được. Cành đấy nó lên cành nó có một đường ra. Có mình có ra luôn này, tách luôn luôn được này. Nè, có đường luôn này anh. Đi, tôi xem con này. Tuyên đây nhá. Vâng. Anh ghi nhận, vâng. Bên này như nào? Không chốt được cái nào. Đây 800. Con này là bác vừa bảo là bao nhiêu tiền đây? Sao? Con này là vừa bảo bao mấy đồng rồi. Con này à là của bác à? Vâng. Chứ bọn em giờ bán trống đồ này trên Hà Nội không phải ai có diện tích mà chơi được. Vâng. Đấy. Mặc dù nhiều người rất là thích ấy. Mỗi khi anh đưa lên phim. À vâng đúng rồi. Đấy, các bác chịu khó ở đây thì hôm sau sẽ có người ta biết người ta ra. Chứ hôm nay thì chưa biết được. Vì lâu lâu các bác không lên. Tôi xem nhiều. Vâng. Chứ bây giờ mà người ta xem này người ta biết là ở đây có hàng này thì người ta sẽ ra. Nhưng hôm nay thì tạm thời có thể hơi vắng. Đấy. Tôi ở ngoài đứng kia chứ. À đi. Bởi vì lần đầu mình lên cái hàng này người ta không biết. Mua chứ. Nhiều người biết. Quay mới là quảng bá giúp. Quất mạnh chứ. Đấy. Đúng rồi, người ta biết người ta ra chứ. Người ta biết người ta ra. Đấy. Đâu dễ gì mà mua được cái cục này ở trên này đâu. Đấy. Đây bác kia đây, bác chủ đây. Bác Tuyên nhỉ? Em ạ. Vâng. Em tên là Cường, kia là Tuyên. À, bác Cường. Đấy, bác chủ đấy. Ở cuối chợ này này các bác này. Đấy, rồi rồi. Bây giờ tôi đi vòng đằng sau chợ tí nữa nhé. Các bác nhé, giờ chú Hùng Nhạn, ông xếp xem nào.